Tin được không? Một cú sút thu về 60. Và tại sao Phúc lại ở đây? Mình lên TV để chia sẻ điều gì? Cả nhà hãy xem để rõ nhá. Thật vinh dự cho Phúc khi được mời đến biểu diễn ở lễ khai mạc của giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2023 luôn mọi người ơi. Và có hàng ngàn người đang xem mình biểu diễn này. Hôm nay là một cái ngày thật sự là hạnh phúc với mình. Cái cảm giác này nhá, cực kỳ đã luôn. Rất là nhiều bạn nhỏ phía sau này, rồi mọi người đều trầm trồ trước màn tân bóng của mình. Và đó chính là một động lực rất là lớn để Phúc có thể là nỗ lực tập luyện chăm chỉ hơn mỗi ngày để có nhiều phần biểu diễn hay hơn cho tất cả mọi người cùng xem. Và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng Phúc trong suốt những thời gian qua, những năm qua nha mọi người ơi. Thật sự thì hôm nay là lần đầu tiên mình đi xem một cái giải đấu futsal. Và mình có một cái điều muốn nói là quá hay mọi người ạ. Đây thật sự này, từ thủ môn nhá, hay là mọi pha bóng thôi ấy, thật sự là khi đi xem ấy, nó cực kỳ đã, cực kỳ cháy luôn. Bàn thắng này quá đẳng cấp, và đó là lý do tại sao mà Futsal Việt Nam của chúng ta đã có 2 lần giữ World Cup rồi. Anh em ơi, còn chần chờ gì nữa mà không đi cổ vũ Futsal. Qua nhà thi đấu, Lãnh Binh Thăng gặp Phúc và xem Futsal đi anh em ơi.